Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tỳ Công Đức thứ 18 luân bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát Băng Phần rằng Thế Tôn nếu có thiên nam tứ thiền nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy đoan được bao nhiêu phúc đấng liền nói kể rằng sau khi phân diệu độ có người nghe kinh này nếu hay tùy đó lại được bao nhiêu phúc khi đó phân bao ngài Di Lặc Bồ Tát rằng A Dằng Đa sau khi Như Lai diệt độ nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di và người trí khang hoằng lớn hoằng nhỏ nghe kinh này mà tùy rồi từ trong pháp hồi ra đến chỗ khác. Hoàng tài tăng phương hoàng chùa vắng về hoàng thành âm đường xa xóm làng ruộng rẫy đem pháp đúng như chùa đã nghe mà về cha mẹ tôn thân thiền hữu tri thức tùy xưng diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy lại đi chuyên dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy chuyên dạy xoay vòng như thế đến người thứ 50 A Dằng Đa công đức tùy của thiền nam tứ thiền nữ nhân thứ 50 đó. Nay ta nói ông phải lòng nghe nè, 400 muôn ức vô số thế giới có sao đường chúng sinh trong bốn loài sinh đoạn sinh thái sinh thân sinh hóa sinh hoạn có hình không hình có tượng không tượng. Chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, không chẳng hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sinh như thế có người cầu cũng tùy theo đô thân của chúng muốn đều cung cấp cho đó. Mọi mọi chúng sanh cho ca trăng bà tô vang bạc lưu ly xa cư mà não sang hô hổ phanh đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cổ bay bao làm cành những cung điện lầu gác vân vân. Vì đại thi chư đó vô thi như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ tinh tùy theo ý muốn, nhưng chúng sinh này đều đã già suy tuổi qua 80 tông bạc mặn nhân gần chết chẳng lòng. Ta phải dùng phần pháp mà dạy bao diệu dân chúng liền nhóm chúng sinh đó tuyên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lời vui mừng đồng thời đường đạo tu đa hoàng đạo tư đa hàm đạo a na hàm đạo a la hán chứng hết ta hưởng lộ với những thuyền định sáu đều được từ tài đủ 8 môn giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó đưa có nhiều chẳng ai Di Lặc bằng phần rằng thế tôn công đức của người đó rằng nhiều vô lượng vô biên nếu vị thí chủ đó chi thí cho tâm cả độ ưa tính cho chúng sinh. Công đức đã vô lượng rồi muốn là làm cho đều được quả là hán phần bào ngài Di Lặc ta nay ranh rẽ nói cùng ông mười đó đem tăng cả đồ vui thanh thi cho sao đường chung sinh trong 400 ứng vô số thế giới.
Ngài khiến được quả la công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ứng phần chẳng bằng một phần. Nhận đến kinh đêm thì dù không thể biết được ai nhận ra người thứ 50 như thế xoay vần nghe kinh Pháp Hoa công đức tùy còn vô lượng vô biên tâm kỳ huống là người tôi chớ ở trong hồi nghe kinh mà tùy. Phung đó lại hơn vô lượng vô biên tăng kỳ không có thể chẳng đường lại dần ra. Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phương hoàng ngồi hoàng đứng trong chốn la nghe nhân nhờ công đức đó chuyển thân sinh ra được voi ngựa xe con. Kiều can bằng trăng bao to đêm bằng thường và đường ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi. Công đức của người đó chuyển thân được cho ngồi của đệ kinh. Hoàng cho ngồi của Phạm Vương, hoàng cho ngồi của Chuyển Luân Thanh Vương. À giờ đã nêu lại có người nói với người ca rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe liền nhân lời bao nhân đến nghe trong giây là công đức của người đó. Chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát xin chung môn chỗ khăn tính lanh lời có trí tuệ trăm nghìn muôn đời trong chẳng ngọng cấm ơi miệng chẳng hôi lười thường không bền miệng cũng không bền răng chẳng đen giờ chẳng vàng chẳng thương. Cùng chẳng thiếu rung chẳng có lẽ chẳng phéo gài môi chẳng trơ cùng chẳng rung tâm chẳng thô rinh chẳng ghê mồm cùng chẳng sưng hư cùng chẳng cong vèo chẳng dài chẳng lớn cùng chẳng đen nam không có cảnh tương đang chề. Mũi chẳng dẹp dẹp cùng chẳng cong gầy sắc măng chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gầy không có tất cả thường chẳng đáng ngừa mọi lười răng đeo tay đều miếm tốt mũi lưng cao thẳng diện mạo tròn đầy. Mày cao và dài càng rộng bằng thẳng tướng người đầy đủ đời đời sinh ra thấy Phật nghe Pháp tiếng nhân lời dạy bao à dần ra người hay xem khuyên ơi một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thầy. Thuôn là một lòng nghe nói đau tung lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành khi đó đừng thể con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng. Nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này nhận đến môn bài kệ tùy vì người đó xoay vần dài như thế đến người thứ 50 người rộng sao đưa phương này sẽ phân biệt đó. Như có đại thì chùa công tâm vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy ý chúng ưa muôn thay chúng tương già suy tông ba và mắng nhắn răng thưa thân cô gầy nghĩ kia sắp phải trên ta này phải nên dậy. Cho chúng đường đạo qua niềm vì phương tiện nói pháp
trần đời đều chẳng bền chẳng như bọn bóng ánh nắng. Các người đều nên phải mau sinh lòng nhàn lìa, các người nghe phàm đó đều được a la đầy đủ sao thần thông ba minh tam dài tháng người năm mới rõ sao nghe một kẻ tùy ý. Người này phúng hơn kia không thể thi vô được xoay vần nghe như thế phúng đó còn vô lượng huống là trong pháp hồi. Người tùy ý ban đầu nếu có khuyên một người dân đến nghe pháp hoa rằng kinh này rất màu nghìn muôn kiếp có gắn liền nhận lời qua nghe nhận đến nghe dày lá phong bao của người đó. Này nên phân biệt nói đời đời miền không bền răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dài theo thiếu không có tưởng đang chê lười chẳng khô đèn ngắn mũi cao lớn và ngay. Trang rộng và bằng thẳng mập mong đều đoán nghiêm đưa người thấy hứa mến hơi miệng không hôi nhớ mùi thơm hoa ở ba thường từ trong miệng ra nếu cổ đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dày lát nghe vui mừng. Nay sẽ nói phúng đó sao sinh trong trời người được voi ngựa xe tố kêu can bằng trăng bao cùng trời cùng điên trời. Nếu trong chỗ vàng khóa khuyên người ngồi nghe kinh nhân về phúng đó được tòa kinh phàm chuyển luân hương là một lòng nghe giải nói nghĩa thu kinh đúng như phàm mà thu phúng đó chẳng lường đường.